Mai Lý xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Giải Mã Văn Hóa Flirt. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là một gương mặt rất quen thuộc của chương trình, đó là nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh. Xin chào chuyên gia Quang Minh. Vâng, thưa quý vị, và chủ đề hôm nay mà nhà chuyên gia muốn đưa ra cho quý vị khán giả là một chủ đề hết sức gần gũi với đời sống thực tiễn, đó là làm thế nào để có được tình yêu và hạnh phúc như ý. Chúng ta đều biết là hàng năm thì chúng ta đã có những cái ngày lễ tình yêu, vâng, ngày hạnh phúc gia đình. Vâng. Thực ra thì đưa ra những cái tiêu chí đó với cá nhân tôi vẫn là những cái ngày của khát vọng. Bởi vì có vẻ như chúng ta nhắc đến điều gì thì điều đó nó chưa hoàn thiện. Vâng. Và mãi mãi con người để đạt đến những cái cao hơn cả thì họ luôn luôn phải đưa ra một tiêu chí. Vâng. Thế từ từ trong các cái chi tiết như thế này thì tôi cũng rất là suy ngẫm nhiều về cái về những cái nhìn nhận và những cái góc mà chúng ta sẽ đề cập. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì theo như tôi được biết đó, trong đời sống xã hội hiện nay, không những mọi người thì quan tâm đến cái việc phát triển về công danh sự nghiệp, về tiền tài, mà cái chuyên đề về tình yêu, hạnh phúc gia đình ấy cũng là một cái vấn đề mà hầu như ai cũng quan tâm. Vậy thì không có những cái hạnh phúc, có những cái tình yêu đến với nhau thì tất nhiên là phải bằng cái tấm lòng, bằng cái tình yêu chân thành, rồi bằng cái tri thức, bằng những cái nhận thức văn hóa, để ai cũng mong muốn rằng là mình có một cái gia đình được viên mãn như ý, cũng mình có được một cái tình yêu đẹp, tốt đẹp. Nhưng mà tất cả những cái yếu tố này tôi thấy hầu như là vẫn chưa đủ thì phải, thưa chuyên gia, bởi vì không phải gia đình nào và tình yêu nào cũng được như mong muốn. Vậy với những cái tri thức của Phương Đông thì ông có những cái đóng góp gì cho khán giả để cho mọi người tham khảo, để góp vào cái cuộc sống, để cho hạnh phúc và tình yêu được tốt đẹp hơn, thưa ông? Cái nền tảng của các vấn đề, vâng, như chị vẫn nói, nó vẫn được xuất phát từ nhận thức, vâng, từ các cái kinh nghiệm và kỹ năng sống. Đúng rồi. Và văn hóa. Vâng. Đúng rồi. Có vẻ như nó vẫn chưa đủ. Vâng. Là bởi vì các cái cuộc xung đột về mặt thế giới vô hình mà trong ngũ quan chúng ta không cảm nhận thấy, vâng, vẫn gây những phần tác động một cách vô hình. Chúng ta chỉ đang làm tốt những cái gì mà trong nhận thức, trong cảm nhận chúng ta đặt vào. Vâng. Còn những cái mà bằng ngũ quan của chúng ta không đề cập được, vâng, rõ ràng chúng ta không ngăn chặn được các tính vô hình có thể xâm lăng vào. Vâng. Và đôi khi ấy, thì con người ta khi hành động một yếu tố thì chúng ta cực đoan và có những cái bài xích. Nhưng với cá nhân tôi, trong khoảng sấp xỉ 40 năm trong cái nghiên cứu ấy, thì tôi vẫn thấy rằng cái cuộc chọn lọc của ông cha chúng ta trong cái bảo vệ cái hạnh phúc lứa đôi, từ cái khởi nguồn của tình yêu cho đến cái hạnh phúc gia đình, hoàn toàn là một cái học thuật rất là sâu sắc. Cái học thuật đó thì trải qua từ kinh nghiệm, cái sự chắt lọc và các cái hệ thống có quá trình để họ tìm ra được nhiều các cái quy tắc bên cạnh các yếu tố thực tiễn. Những cái quy tắc này vẫn bổ sung vào trong các cái đời sống cụ thể. Chẳng hạn như tôi nói cho chị nghe, ông tôi ngày xưa có dặn rằng thế này này, khi mà vợ chồng cháu mà có những cái xung đột đấy, thì cháu phải chú ý rằng có hai cái vùng quan trọng trong nhà, hãy lấy cái là bàn, tìm cho ra được cái vị trí đông bắc và vị trí tây nam. Vị trí đông bắc là biểu trưng của người đàn ông, vị trí tây nam là biểu trưng của người đàn bà. Nếu mà cái người vợ mà đang căng thẳng với người chồng thì hãy đặt cái ảnh của người chồng vào vị trí tây nam của người vợ, và ngược lại, nếu như người chồng mà đang căng thẳng với người vợ thì hãy lấy cái tấm ảnh đó, đặt cái ảnh đó vào vị trí đông bắc của người chồng, thì cái hòa hợp của hai người
sẽ có những yếu tố mà người ta dẫn với nhau xuống. Cái phân tích thì sẽ có nhiều chuyên đề để chúng ta phân tích, và đã có nhiều tài liệu đã phân tích về cái này. Chỉ có điều rằng chúng ta có bình tĩnh, khách quan để xem xét những yếu tố dù là hữu hình hay vô hình có liên quan chặt chẽ đến điều này không. Nhưng theo tôi, bất cứ một văn hóa nào, bất cứ một tri thức nào mà đóng góp theo mặt tích cực thì chúng ta hãy bình tĩnh để đón nhận, còn phán xét thì qua thực tiễn, thì cứ kiểm định bằng thực tiễn. Nhưng tuy nhiên ông tôi dạy tôi thế, và chúng tôi cũng thực hiện những cái đó. Chắc là ông cũng đã kiểm chứng qua những thực tiễn bằng những cái triết học không ạ? Bởi vì trong cái nghiên cứu bắt buộc phải có kiểm định, cho nên đây là một trong cái yếu tố mà chúng ta nên để tập gặp cái quá nào. Hay ạ, đây là một cái bí quyết mà tôi sẽ vận dụng ngay trong gia đình tôi nếu như mỗi khi mà căng thẳng. Vâng, thưa ông. Mà chị cũng nên để cái ảnh cưới vào, bởi vì coi như vậy có thể xung đột, nhưng chúng ta có thể chấm dứt các cuộc xung đột đó bằng các cái giải pháp. Bởi vì sẽ chả có một cái gia đình nào mà chúng ta không có những sóng gió do bởi vì những yếu tố vô hình xâm hàng vào. Ông bà có câu là cái bát còn có lúc sát nhau, huống chi là cuộc sống. Nhưng mà chỉ có điều là bằng những cái văn hóa, bằng những cái tri thức, rồi lại vận dụng thêm những cái chia sẻ của ông, những cái đóng góp của ông như thế này, thì tôi tin rằng là cuộc sống của mọi người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn đấy thưa ông. Và bằng một cái thực tế như thế này nữa này ông, tôi có một người bạn rất là thân. Vâng. Và họ có một cái tình yêu đẹp lắm, tình yêu đẹp ở trong họ, yêu nhau từ trong đại học và cho đến lúc họ cưới là 14 năm yêu nhau. Vâng, một cái tình yêu đẹp vô cùng, và nghĩ rằng là đôi này về sẽ sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà họ chỉ cưới nhau được có một năm, thậm chí chưa được một năm là họ đã phải ly hôn. Vâng, và lại còn một trường hợp nữa là người ta chỉ yêu nhau có 2 tháng thôi, ai cũng nói rằng là cái đôi này yêu nhau này thì chưa tìm hiểu nhau mà về ở với nhau thì chắc là cũng tan sớm. Nhưng mà thực tế đã cho họ sống với nhau, gắn bó với nhau rất là 20 mấy năm nay rồi, vẫn tốt đẹp. Vậy thì những cái thực tế này liệu có cái ảnh hưởng của phương Đông không thưa ông? Tôi thì tôi nghĩ rằng để mà đi đến cái kết luận trước một vấn đề thì không phải chỉ là một yếu tố có thể tạo nên vấn đề đó. Tuy nhiên dưới cái cách nhìn của phương Đông học thì người ta xét rất kỹ và họ đã lập ra các phương pháp để họ xác định, họ tìm được các thông tin để ngay từ cái khởi thủy ban đầu, để trước khi họ chuyển tiếp từ cái giai đoạn tìm hiểu yêu. Chúng ta gọi là yêu, giai đoạn yêu hay giai đoạn tìm hiểu để tiến tới cái hôn nhân. Nhưng theo cái quan niệm riêng của tôi ấy, thì không phải chỉ là tìm hiểu về hôn nhân mới có kết quả. Mà khi người ta vận dụng một cách sâu sắc vào cái này thì hầu như họ đạt được nhiều những cái mong muốn. Có một cái tên gọi trong phương pháp xét đoán ngay từ bước đầu tiên khi chúng ta vừa mới gặp nhau, khi có cảm tình với nhau. Nếu như tôi có cảm tình với chị, tôi sẽ làm thế này. Ông tôi vẫn dặn tôi như thế này, là có một phương pháp truyền thống của người phương Đông, thôi cứ gọi chung là người Việt, tức là đời cụ tôi rồi đến đời ông tôi, rồi ông tôi lại dạy tôi, không biết ông tôi có dạy bố tôi không, nhưng mà ông tôi dạy tôi chắc là rằng gọi. Sau này và ông tôi dạy thế, ông tôi bảo rằng là trước khi cháu lấy vợ thì để tránh các cái tổn thất và những cái sóng gió, thì bước đầu tiên là trong người Á Đông có một phương pháp gọi là cửu tử đào hoa pháp. Cửu tử đào hoa pháp. Vâng, cửu tử đào hoa pháp là một phương pháp để chúng ta xác lập trong các thời điểm để tìm một cái thông tin quan trọng mà nó tạo một cái hiệu ứng tốt đẹp giữa hai con người với nhau, là nền tảng mà giữ vững cái hôn nhân hay cái tình yêu trong cái quá trình. Thì tôi có thể là nói với chị cái phương pháp này. Vâng. Vậy thì cái ý nghĩa của cái câu mà ông vừa nói là như thế nào thưa ông? Kiểu từ đào hoa pháp là cái cách xác định một cái trường khí nằm trong vận hành trong từng tháng. Họ lấy cái ngày lập xuân là ngày 4 tháng 2 dương lịch hàng năm. Để họ tính mốc đầu tiên. Tức là nếu như chúng ta rơi vào ngày bắt đầu cho một cái quan hệ, bắt đầu cho một tình yêu,
rơi vào ngày mùng 4 tháng 2 cho đến ngày mùng 5 tháng 3 thì tại vị trí chính đông, vâng, họ đặt 9 cái bông hoa màu đỏ à, tại vị trí chính đông, vâng, trong thời điểm đó, vâng. Nếu như họ lại yêu nhau và từ ngày mùng 6 tháng 3, tức là tôi đang nói về ngày dương lịch nhé, dạ, vâng, ngày mùng 6 tháng 3 cho đến ngày mùng 4 tháng 4 thì cái vị trí mà người ta đặt 9 cái bông hoa là vị trí của đông nam. Thế ngày mùng 5 tháng 4 cho đến coi như vậy ngày mùng 5 tháng 5 thì cái vị trí giữa của cái phòng ngủ, vâng, phòng khách người ta đặt 9 bông hoa này. Vâng. Thế ngày mùng 6 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 thì cái vị trí của kiều tử lại đặt tại vị trí chính tây. Vâng. Ngày mùng 7 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 thì cái vị trí mà người ta đặt cái hệ thống hoa này, của 9 bông hoa này tại đông bắc. Và coi như vậy ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 9 thì người ta đặt 9 bông hoa này tại vị trí chính nam. Và ngày mùng 8 tháng 9 đến ngày mùng 8 tháng 10 thì họ đặt 9 bông hoa này tại vị trí chính bắc. Ngày mùng 9 tháng 10 cho đến ngày mùng 7 tháng 11 thì họ đặt tại tây nam. Ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 12 họ đặt tại chính đông. Và cái ngày mùng 7 tháng 12 đến ngày mùng 5 tháng 1 thì họ đặt tại đông nam. Và ngày mùng 6 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 họ lại đặt tại vị trí của trung cung. Ôi tuyệt vời. Vâng. Tức là các cái thông tin trên theo cái số liệu thống kê và các vị trí, vâng, đã có một cái chiều dài. Và ông tôi đã từng nói với tôi thế này: nếu cháu bình tĩnh, cháu sẽ thấy rằng cái hôn nhân của cái thế hệ của ông cha chúng ta cho đến kẻ đời ông bà rất bền vững. Vẫn giống như chúng ta bây giờ, vẫn phải có tình yêu đôi lứa, vẫn phải có văn hóa sống với nhau, vẫn phải có kỹ năng. Nhưng đồng thời người ta thông một biết nguyên tắc không thiên địa nhân, tức là giữa con người và cái thiên nhiên hòa hợp. Cái sự hòa hợp này có tạo một cái đại trường khí để hòa quyện, và các cái thông tin của những cái tháng và ngày để người ta mượn. Vì cái số 9 của bông hoa là số của cửu tử, tử là màu đỏ. 9 bông hoa màu đỏ đặt tại các vị trí trong từng tháng bắt đầu. Ví dụ như chúng ta đang là tháng 4, như tôi với chị đang ngồi. Nếu chúng ta có một quan hệ tình cảm bắt đầu thì có thể một trong hai người hoặc cả hai ở vị trí của chúng ta đặt 9 vào bông hoa đó. Tôi khẳng định rằng cái nó giảm thiểu đi rất lớn cái khả năng mà chúng ta có những cái mâu thuẫn trong cái đời sống thường nhật. Vì ông tôi dạy như thế. Cái tình yêu sẽ rất là đẹp và như ý. Nếu như mà ai biết vận dụng chỉ có 9 bông hoa thôi mà lại tính các cái ngày từ ngày tháng này đến đã ngày này, đặt ở góc này góc kia và giữ được cái tình yêu đẹp như vậy thì quả là một cái đóng góp quá tuyệt vời. Đối với các cái bạn mà đang yêu nhau, nhất là cái bạn trẻ mà bây giờ đang yêu nhau tha thiết ấy, mà muốn có được những cái tình yêu thì tôi nghĩ là nên vận dụng cái tri thức này. Vâng, thế nhưng ngoài ra thế này ạ, vâng, thế này nữa là tôi thì có cháu gái. Dạ. Trong các cái phần nghiên cứu của riêng tôi ấy, thì vì tôi rất quan tâm đến cái hạnh phúc của con mình. Vâng. Thế thì các cái tài liệu của phương Đông, vâng, cũng đã ghi chép rất rõ rằng nếu chúng ta có con gái, vâng, thì vị trí đông bắc của ngôi nhà hay vị trí đông bắc của phòng ngủ, đông bắc, đông bắc là biểu trưng của dương nam, vâng, có thể đặt một cái ảnh của một cái ngôi sao điện ảnh hay một ngôi sao ca nhạc, vâng, hoặc là một cái cậu nam thanh niên, vâng, có biểu trưng, vâng, tại vị trí đông bắc thì con mình sẽ dễ có những cái khuôn mẫu và cái toại nguyện trong cái hôn nhân để tìm đến. Ngược lại, con chúng ta là con trai, wow, thì cái vị trí tây nam của cái ngôi nhà của chúng ta, wow, sẽ là vị trí mà chúng ta đặt cái ảnh mãi. Một cái ảnh của một cái cô gái mà biểu trưng cho cái cảm quan thẩm mỹ và các cái biểu kiến mà chúng ta quan tâm, yeah, wow, thì cũng là các cái học thuyết tín hiệu, wow, mà tôi thấy rằng vì ông tôi vẫn từng nói ngày xưa cái việc mà chúng ta gây cái bất ổn với nhau trong cái hạnh phúc đôi lứa là rất là ít, không nhiều như bây giờ. Thế thì tôi cũng không nghĩ là như thế, nhưng tuy nhiên dù là cực đoan của nhận xét của ông, nhưng rõ ràng rằng với tôi trong cái nghiên cứu và một số các cái trải nghiệm của đời mình
thì tôi thấy những cái quan điểm của ông kèm theo các cái tài liệu là tôi thấy hoàn toàn rất là xác đáng, liên quan chặt chẽ đến mọi những cái cuộc sống rồi tình yêu đôi lứa hôn nhân. Vâng, vậy thì qua đây thì tôi rất là cảm ơn ông về cái phần đóng góp trên. Thực ra là tôi cũng có một phần để áp dụng vào cho cuộc sống của chính mình đấy. Và mong khán giả cũng khi mà xem được cái chương trình này thì góp nhặt được những cái tinh hoa, những cái đóng góp mà rất là bổ ích của chuyên gia để vận dụng vào sao cho cuộc sống của mình ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp, viên mãn theo như ý muốn. Xin cảm ơn chuyên gia rất là nhiều. Chúc sức khỏe của ông luôn khỏe và gia đình hạnh phúc của ông cũng được tốt đẹp như là những cái điều mà ông đã ông đã từng làm. Và hẹn gặp ông ở những chương trình sau nữa. Xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.